mình sẽ bắt đầu xem. Jin jin wo men xue xi di qi ke. Jiao yu xu bu xu yao cheng fa? Na ma lao shi wen ni xia, zai yue nan, yi ban xue sheng shou cheng fa de yuan yin you na xie? Fen xiang xia, ni men de jing yan ba. Yan, xin xao xi shao ba. Ah, wo zao. 我觉得在越南一般学生受惩罚的原因是上学迟到，不做作业，或者违反了校学和班级规则，学校的规则对吧？ 好，谢谢你。 那平安，你受惩罚过吗？受过吗？是啊，你受罚过吗？当然了，老师怎么罚你的？打你，真的打朋友。 打朋友，有这种吗？是高中生的时候还是大学的时候啊？高中啊。高中的时候，太厉害了。<笑>谢谢。别的同学，红杏，请问你怎么样？你有没有被老师罚过？那老师罚学生的方式有哪些呢？ 老师罚过你吗？ 没罚过。 你说什么老师听不见呢？ 好像你网络有问题了，红杏。 出去然后再进来吧。 MB啊， 公园找错啊。 现在才听见，哎，哎，怎么来着的？我们真找啊？听见了，清楚了。问，说。我被老师惩罚。被惩罚过了。对。 然后老师怎么罚你？惩罚是啊，你的，老师惩罚我的方式，复制惩罚。 不出惩罚，还有吗？还有是，在课程开始时，入职 ，U L B E 的数了吧？哎呀，
点名书要记下来，对吧？记录在点名书，还有吗？em nghĩ vừa được có hai cái. 只有两个，好，经验不多，对吧？可以了。还有呢？请别的同学吧。就先分享一下。我在。过半。对。被惩罚后的学生有没有改变？然后你对你来说，惩罚给他们的好影响还是坏影响？被惩罚后的学生有改变。有改变。好改变还是不好的改变？好。好改变，对吧？带来了好改变。那你被罚过吗？过了。被罚过。被罚过了。怎么罚呢？老师让你做什么？老师怎么惩罚你呢？罚。怎么罚？罚站吗？还是罚跑步啊？罚跑步。罚跑步。好，谢谢。那你们上大学以后有没有被老师罚过？看看试验，试验上完了吗？bạn có nhận lát cô ạ? Lại còn lát cơ. Tinh thiên lão sư xua mà. Tinh thiên. Tinh thiên. Thì sang đại học y hậu, có mấy có bị lão sư phá qua? Có bật mic đâu mà lát với không lát. Phải bật mic lên nói thì cô mới nghe thấy chứ. Vì là thông xếp á. Mấy xế chẩn mấy giang. Cô hỏi lại được không ạ? Nhi bây lão sư trừng phá qua mà. Đáng giá nào. Đáng giá nào. 上大学以后被罚过吗？我上大学，现在是你们三年级的大学生，对吧？那上大学以后有没有被罚？有。有了，大学老师也惩罚了。那他们怎么惩罚呢？要求你们做什么？让你们做什么？làm gì? Bắt làm gì? Phá chén mà? Bắt đứng góc lớp. Chứ là phá trang, đúng không?罚站就让你在教室的角落站多长时间？老师要求你们站多长时间？半个小时吗？没谁说话，老师听不见，可能是网络的问题。对了，这个我刚才听到啊。Cô nói em cũng bị giật giật đấy ạ. Giờ nghe rõ chưa ạ?
Giờ thì nghe rõ rồi, nhưng mà có thể là tín hiệu mạng của bên Thuyết cũng hơi kém đấy. Thuyết để Anna vào lại lần nữa nhé. Chúng ta có các loại nhỏ. Lúc nãy các bạn nói là phụ trừ thẩm phá, chắc là dịch từ Google ra đúng không ạ? Phụ trừ, và chúng ta phải dùng là phá thảo chua dịa. Wow, 这里, 法草作业, 或者草字的意思, 要写啊, 连续不乱不断的写, 我叫草作业。 好了啊, 就是罚你们是不准进教室, 对吧? 如果迟到的话, 不准进教室。 比如, 我跟都 对你们说过, 如果上课15分钟后, 你们还不到教室的话, 还不上线的话, 那不准进教室了。 这是惩罚, 不准啊。 比如罚跑, 对吧? 跑一圈。 或者呢, 回家取东西, 或者去卫生间, 打扫卫生间, 等等, 或者最普遍的就是, 写检讨书, 写检讨, 写给你的呀, 写给你的, 检讨, 写检讨, 哦,没办法给你们,对。写检讨书,还有要做体力劳动,打扫卫生,有些的人就是用棍棒,或者尺寸,打学生,对吧?这也是一种惩罚,很多很多。那么看一下。 生词约束惩罚体罚变相恶性披露惩戒无济于事诸如此类严师出高徒玉不琢不成器 师道尊严大势所趋好吧再请一位同学帮我读一下刚才你们听见吗听到声音吗 李草, 请李草, 读圣词 在约束 惩罚体罚变相恶性闭怒惩戒无济于事诸如此类严师出靠徒 于不琢而不生气大势所趋注意第四声大势所趋大势所趋对，còn có
济于事。Chú rú xử lây. Chú ý thành 4 nhé. Và từ số 6 ạ. Bật hơi cho cô từ đầu tiên ạ. Pi lụ. Pi lụ. Hảo, xin xin. Từ này có hai cái đọc. Một là lụ hay là lẩu. Thế thì trong văn viết thì chúng ta hay đọc là lụ. Còn trong khẩu ngữ thì nó sẽ đọc là lẩu. Chào chị liên yếu với thống chế. Ràn rán chiến nị. 我在约束惩罚惩罚体罚边向而行闭路惩戒于无计于事诸如此类言事诸告徒不欲不着不成器 大事所居 好吧,不是出 谢谢阮丹 好,请另一个同学,香兰 在约束惩罚体罚面向恶性秘路惩戒 无计为事，处如此类，人事处告徒，欲不着不成器，大事所趋。好，谢谢你。 我们继续看一下今天我们所学习的句式。第一呢，没有个什么什么样子，样子我们学过，对吧？他胖胖的样子，瘦瘦的样子。今天我们有什么什么样子，没有个样子，就是本来他应该是这样，但是显示出来不是这样。我说没个样子，比如。 大人的样子，没有大人的样子。你天天看动画面，还吃了冰淇淋、小糖果，真是没有大人样子，好吧？没有大人样子，或者没有老师样子，没有校长样子，没有老师样子。 比如本来老师应该装着庄重吗？姿态表示显示，比较严格等等，有秩序的那种样子。但是如果他天天都穿着一身衣服随身身呢，然后天天都跟学生在嘻嘻哈哈说话呢，比如这样的话。 他说：“你真没有老师样子。”什么什么什么样子？好，帮我读例子。阮璇在吗？这孩子被惯坏了。 这东西也没个样子。第二个，他看起来总是没有个大人样儿，一天到晚嘻嘻哈哈的。很好，谢谢你。被惯坏了，惯这里有两种意思，第一个是习惯，第二个就是我们说偏爱的那种。 宠爱的那种，对吧？那在这个情况呢，这个孩子被惯坏了，意思就是被宠爱坏了，酒惯了，酒喝的，被惯坏了，酒做。那么现在请一位同学或者自己造句，造句吧。 ví dụ nhá, xin mời
Bạn mấy? Ủa chạy. Ủa chạy. Chính chỉ lý dự. Em chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Rồi bây giờ chưa chuẩn bị à? Em chuẩn bị bài khóa. Ừ, tôi chuẩn bị phụ huynh. Hảo đó. Cái gì? Cái chuyện gì mà? Mấy nữ nhân dạng tử. Mấy nữ nhân dạng tử. Nữ nhân ở dạng tử in cai dấu dạng. Hiện tại mấy nhiều cân ý chiến nó cân phía là nữ nhân dạng là của tôi mấy nữ nhân dạng tử. Chỉ rồi. Chỉ có lý chứ ba? Vì mấy nó, vì mấy bằng tha mà. Chẳng có dáng dấp gì. Cần gì? Cần chán, đúng không? Không có người đàn ông dáng vẻ. Mẹ mẹ. Rồi, chúng ta có thể nói là, cái người đó thiên thiên uống rượu, đánh nhau, không có người đàn ông dáng vẻ, hiểu không? Dáng dấp của cái gì chúng ta gọi là mấy chấm 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 dạng sự. Tiếp tục. Chúng ta có kinh là chấm chấm trung là chấm chấm. Biểu thị là trong hai trường hợp đều không có kết quả tốt. Trái phải khó khăn. Nghe thì cũng thế nào mà nặng thì thế nào. 那我们相关的词语啊，我会说说轻了，说重了，批评轻了，批评重了，打轻了，打重了，等等，都怎么样怎么样？啊，当我读例子吧，回组合过呢？请问，请香茶。 教育孩子也要把握好分寸，说尽了他无所谓，他又受不了。嗯，说重了他又受不了。好，谢谢你。啊，或者完成句子，或者自己造句。请文武。啊，个人主义，我批评轻了。我批评轻了，他也不会改变，他不会改变。批评重了。批评重了他
他也他又不想听我的话，真不知道该怎么办才好。嗯，不知道该怎么办才好。好了，谢谢。或者我批评轻了，他就不听；批评重了，他就哭了起来。继续，我们有诸如此类。那么诸如此类呢？前面他们会列举一大部分，然后后面呢，我们总结下来。这项这一类的我们叫诸如此类。好，先看一下例子，帮我读例子吧。清闲是啊，读例子啊，用啊够了，đọc cái này à cô? Vậy à?学生会说我怎么了，你还想不想干了咱就校长办公室一趟你以为你是谁诸如此类的话弄得为是扯强处于尴尬这种。好，谢谢你。注意个粉呢，他的就过来了。读了，怎么大家看到完了？张哲哥呢？没看到完了啊？张哲哥终于到了啊？规则呀？规则呀？哇！chúng ta cùng xem nha. Chúng ta sẽ dùng cách nhận biết động từ như sau ạ. Nhận biết động từ đó là phía sau nó kết hợp được với trợ lực của. Vì sao chúng ta sẽ biết đó là động từ? Thì chúng ta sẽ xác định từ đứng trước trực tiếp trợ lực của sẽ là động từ.Vì vậy cái từ mà từ lơ này này đứng sau động từ thì mình phải đọc là lơ. Hoặc đứng ở cuối câu mình đọc là lơ. Đọc là lẻo khi nào? Khi nó là bổ ngữ khả năng. Cái kết cấu của bổ ngữ khả năng là động từ này cộng với tứa, đúng không ạ? Tứa tợ hoặc là phụ ở dạng phủ định. Rồi mình cộng với lơ. Thì chỗ này mình không đọc là lơ nữa, mình đọc là lẻo. Trong trường hợp này sẽ là lẻo.说得了做得了嘛，说不了做不了，còn lại trong các trường hợp khác nó đều phải đọc là lơ. Các bạn chú ý cô nhé. Vớ chẩn mà lơ, là nhí chẩn mà lơ, nó là vớ chẩn mà lẻo, không nói như vậy. Thì hái xiềng bu xiềng can lơ, lơ. Rồi, hiện tại xin mời các bạn学们或者自己造句或者完成老师的句子。哎呀，鬼问，啊，给这呗。诸如此类，子就是上面的子语，举例说明怎么了，不想干了，你以为你是谁？去学校一趟。诸如此类，你有你本，有一切，你干嘛？这个为了总结嘛，从，那什么诸如此类。Bên trên thường sẽ liệt kê ABC thế nào đó. Bên dưới sẽ kết hợp với là chủ đủ sự lệnh. Rồi, xin mời đặt ví dụ nào. Bình An. Dạ. Xin mời dạ. Đọc Y Thiên Tào Quản. Đọc cái đấy là đúng cô. Hoặc là ví dụ, hoặc là...hoàn thành câu của cô.
mình đạt học hoàn thành câu ạ. Em chưa suy nghĩ ra. À, gì đó. Anh ấy ở văn phòng cả ngày. Sang cái chữ câu số 3 có vẻ dễ hơn này. Hảo sư chua bi sầu đoạn. Chờ nà mơ chí trụng. Sầm sầm chú rú chữ này. Mình dễ rồi đó. Kể cô xem nào. Có một số cách gian lận à? Ờ, gì ta? À, cách gian lận là xem tài liệu. Ừ. À, là gì? Khan sẵn mơ? Khan sư leo à? Ừ. Khan sư leo. Rồi là khan giao trình, khan sư, khan sư leo. Đúng không? Khan sư. Khan hay sư? Tại chế miệng khan? Hậu khan sư leo đây bà hả yếu nữa? À, gì nữa? Sao tự dưng theo suy nghĩ, không suy nghĩ ra được cái gì á? Ừ. Của mấy chỗ của chỗ của bì đây bà? Sự phụ huy đây bà? Tôi à. Yếu yếu khan sầu chi? À, yếu á. Đây. Khan sầu chi? Khan thâu khan sú? Khan chữ chí xỉa đỡ chữ thiếu đây bà? Hay yếu nữa? Yếu mêu cầy thùng xế tá an? Xem khan phấn dậu tờ khan phấn dậu tờ chô yê, đây bà? Khan phấn dậu tá an, đây bà? Chú rú chữ lệ. Vậy thôi, chú rú chữ lệ. Hả bà? Vâng ạ. Chí xí, hoàng hậu miệng. Hay yếu, đào là sầm sầm tì bù, hãy biểu sư 事情事物发展到某种程度到什么什么地步 đến mức nào, đến bước nào. Bạn có đủ lý tử. Chí khờ. Dạ. 事情怎么也不会到了无法 转, 会的地步 第二，圣魔竟把他作弄到了这种地步，挽回的地步，作弄了地步。 那么现在，请同学们听听录音。课文一：传统教育观念面临挑战。现在很多老师抱怨老师越来越难当，学生越来越难管。老师一方面要面对越来越大胆、调皮、难以约束的学生，另一方面要面对各种禁止、惩罚学生的禁令和社会舆论的苛责。惩罚学生似乎成了老师不敢触及的高压线，他们唯恐被冠以体罚或变相体罚学生之名。加之一些媒体对因体罚学生而引发的学生弃学、离家出走、自杀等恶性事件一再披露，不时传达这样一种信息：教育不应有惩戒，甚至老师不能批评、惩罚学生等等。如今的一小部分学生可真是没有个样子，他们目无老师，目无校纪班规，甚至目无国家法律法规。在教师法、义务教育法、未成年人保护法等几顶大伞的保护下，他们几乎到了天不怕地不怕的地步了。如果学生违反了校纪班规，
老师说轻了，无济于事；说重了，肯定就有学生会说：“我怎么了？您还想不想干了？咱去校长办公室一趟，等着见报吧。你以为你是谁？”诸如此类的话，弄得为师者常处于尴尬之中。严师出高徒，棍棒底下出孝子，不打不成才，玉不琢不成器。虽然这些观点不一定都全面科学，但毕竟流传至今，多少还是有一定道理的。学生有了错误就不能给点颜色看看吗？就不能进行适当的惩戒吗？打破传统的师道尊严，建立民主平等的新型师生关系是大势所趋，也是以人为本与构建和谐社会所必须的。但由过去那种学生怕老师一跃变成今天的老师怕学生，这种倾向是不是从一个极端走向了另一个极端？这种现象是不是值得全社会关注和思考？好吧，请问这篇课文有没有不懂的地方？看看吧。有问题吗，同学们？哪里你们读的还不太懂，或者生词不懂的意思？没有了，都懂了。那老师问一下，请问月数这里是什么意思？试验月数是什么？大胆调皮难以月数的学生。赢了啊。通稿了。静云温呢？你们听到我说吗？nghe thấy gì à? Khánh Vân có nghe thấy không ạ? Mai Tuyết có nghe thấy không ạ? Có.Rồi thì Khánh Vân và Yến đã không ở trong lớp rồi. À, xin mời Tuyết ạ. Nguyên số 指的是什么？后来约束是限制，限制的意思，对呀，哪里限制的意思？好，还有苛责，苛责是什么意思？大声一点行吗？苛责就是指责的意思，对吧？责怪的意思。好，还有呢，老师不敢触及的高压线。这里触及的意思是什么？静音。没呢主题的价吧。接触的意思，对吧？提到的意思，涉及的意思，我们叫触及。还有唯恐是什么？静音。唯恐念什么？汉语我们跟哪个词一样啊？就
后面挂。嗯，害怕，对吧？只怕害怕的意思，唯恐。还有我们还有被冠以什么什么之名，冠以什么什么名字，对吧？把某种称号啊或者名誉之类的给别人或者给什么事。Đặt cho tên là gì đó, gắn với tên gì đó, đội cho tên gì đó, vân vân. Chúng ta có gì là bê quan ý, xem xem chư miệng. Hãy yêu, xa miên của mình hãy yêu gia trư nữa. Chứ lì gia trư, chứ xem ý sự. Hú xiên. Không hạnh có không ạ? Không hạnh cũng không có. Rồi, không hạnh bị ao rồi. Tiếp theo, chú xiến. Ủa chạy. À, tan quay à? Gia trí là gì vậy? Gia trí. À, thêm à? Ừ. Cái nào cơ sử ý ăn á? Che luôn à? Nhìn qua đấy sự. Gia sang đấy sự. Hảo mà? Gia trí. Hảo. Hãy yêu nè, hồ mân hãy yêu. Pí lù. Pí lù là sẵn mà? Công bố ạ. Ừ. Công bố đề ý sự. Ừ, xuyên bố đề ý sự. Đúng không? Hãy yêu. Ủ, mù ủ, lão sư, mù ủ, xiao chi, ban quê. Chỗ này xiao chi, ban quê là gì vậy? Đây kiểu như là quy định là cô. Quy định của trường. Ừ, chứ là trường học quy định, đúng không? Hảo. Chúng ta có mù ú. Mù ở đây là mắt. Ú là không có. Mắt không có gì, 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 không có gì. 木屋老师就是不把老师放在眼里，不尊重老师的意思。或者母学校的班规就是，不顺从学校的规定，违法学校的规定，觉得那些规定没什么意思，看不清规定的意思，吧。然后第二段我们还有呢。无济于事，就是对事情没有什么帮助。那么请问下面还有几个句子，严师出高徒，这句话意思是什么？高徒是什么意思呢？秋香，我在。如果果物自于世了，不，严师出高徒。那học sinh cao 徒了，học sinh
giỏi hả? Oh. 好学生。那么严师出高徒这句话的意思是什么？thầy nghiêm thì học sinh mới giỏi ạ. 用汉语说吧，什么意思？嗯，真没有看过。嗯。好，别的同学，玉玲呢？严师出高徒。哦，你们回家都没有查吗？今天学习了，然后课文里有这些句子，有查意思吗？嗯。就是严格的老师会培养出好的学生，好吧？这里严格呢，不只是老师性格严格，对学生的严格，而还有对自己的严格，好吧？严格的老师才能培养出好的学生。还有呢，棍棒底下出孝子这句话意思是什么？试验，试验，严娜，试验不在。Nghe thì bị ao ra vào lại chứ thì còn nghe đứng ngồi đây thì làm sao mà cô biết được các bạn có học hành không ạ? Tiếp theo xin mời bạn khác. Chu Xiển. Ở trại. Quân mang tỉ xa chu xiao tử là sao mì tử? Ừ. 回家准备今天学习的内容了没有啊？Phụ mũ trai quân chư xe trao hai chữ hồi hảo. Hai chữ hồi hảo. Giản đơn de shuo jiu shi ni bu tin hua wo jiu da ni de yi zi, dong ma? Dong ma? Dong. Hảo. Giản đơn de shuo jiu shi zhe yang. Yong quân ba da hai zi, rang hai zi tin hua, rang hai zi教顺，就是棍棒底下出孝子是这个意思。我们可以说严格的管制孩子才能变得教训。好，还有呢，玉不琢不成器这句话的意思是什么？暖然。我看这句话的意思是什么？嗯，那học không thành。Rồi tiếng Việt có câu đấy, học bất chấp bất thành khí。Rồi, Han Lý sẽ nói sao? Câu chuyện qua cái ý nghĩa là gì? Bố trợ thủ đoạn tự ý bố thành công. Bố trợ thủ đoạn bố thành công. Đúng không?
哎呀，不对呀，不对，别的同学，平安，我在，我，这边提拉，提拉给我，人，人人不学不知道，不学就不知道。Không học thì không biết ạ. 那是后半句，不是这句话的意思。那请别的同学吧。文武，这句话什么意思呢？本意是什么？法指的是什么？这句话是，就是我们不，不经过。不经过压力，不经过困难的，我们就不会变成一个有才能的人。好，谢谢。这句话呢，力以前是中国的一种什么装饰，对吧？有贵的装饰，那么一块玉石如果不经过雕磨雕琢的话，就不能成为我们装饰的东西，懂吗？所以记这里就是玉佩的意思，一种装饰的东西，那不经过我们的琢磨，不是东西，不是琢磨，不经过我们的雕琢，就不能成为我们的化妆品，我们的装饰品。那么人也是，我们也要经过锻炼，经过各种各样的教育磨练，才能取得良好的成就和成功，是这个意思。玉不琢不成器，还有下面我们有那种给点颜色看看，是什么意思呢？红杏，我看看，那么请别的同学吧。海梅，我在。给点颜色看看，这是，惩罚教训。教训，惩罚的意思。教我白好，这里有一位，教我白好。杂文，我们还有呢，四道尊严，就是老师受到尊敬的意思。关于古代呢，一般是老师说什么，就是学生就听什么，顺从老师说的话，叫四道尊严。来吧，我看一下。我有一些练习题，五个练习题，请你们首先呢要读课文，每人一段，每人一段读课文，然后给我讨论这上面的五个问题。第一个，目前老师面临着什么挑战？第二，为什么说如今一小部分学生可真没个样子？然后第三，这里大三指的是什么？第四，传统的教育观点有哪些？和第五，所提到的内容是什么？然后惩罚学生在课文中是好的还是坏的？作者的观点是什么？好的还是坏的？好吗？
你们有15分钟讨论。 好吧? 要开口说话, 读课文, 然后讨论。 明白我的意思了吗? 明白吗? 明白了。 我们开始, 我们会有6组, 请你们进入小组。